Hello, hello! Xin thưa các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ 20 phút tối tại Cali. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đã có rất nhiều thông tin các bạn, những thông tin lớn thì muốn chia sẻ. Và đương nhiên chúng ta sẽ nói tới cái thông tin ngày hôm nay liên quan đến Fed các bạn. Fed ta nói gì? Trong khi chúng ta thấy được là giá của Bitcoin bây giờ đó là mức 35.565 đô rồi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là chiến khoán Hoa Kỳ hôm nay cũng rất là xanh luôn. Chúng ta thấy được là chỉ số Nasdaq đã tăng trở lại 1.64% chỉ số S&P 500 tăng hơn 1% và Dow Jones tăng 0.67 và hiện bây giờ pre-market cũng rất là xanh các bạn. Chúng ta thấy được là Nasdaq Futures vẫn tăng 0.4% hiện tại. Thì chuyện gì đã xảy ra? Fed đã nói gì và nó có ý nghĩa ra sao? Chúng ta cũng thấy có cái tin đồn liên quan đến là có phải ngày mai chúng ta có khả năng sẽ nghe được là SEC sẽ chấp nhận Bitcoin Spot ETF hay là không? Tin đồn đó thực hư ra sao các bạn? Tôi sẽ chia sẻ trong video này. Và chúng ta cũng sẽ nói tới những cái thông tin liên quan đến như là Michael Strand lại tiếp tục thu mua thêm bitcoin nữa các bạn và ngày hôm nay đã phiên tòa của Sam and Free cũng đầy kịch tính các bạn và thật ra hôm nay đã đến hồi kết rồi và thùng sẽ cố gắng chia sẻ trong video này với các bạn tại vì ngày mai đó có khả năng chúng ta sẽ biết kết quả của cái phiên tòa này cuối cùng sẽ ra sao các bạn Sam and Free có bị kết tội hay là không chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với những thông tin lớn chúng ta có thể thấy được là Fed cuối cùng đã đưa ra quyết định ngày hôm nay là không tăng lãi suất Tôi nghĩ là cái quyết định này nó cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đâu các bạn chúng ta cũng đã biết là trước khi có cuộc họp đó cách đó vài ngày chúng ta cũng đã xem những thông tin liên quan đến thị trường cme và tất cả đều nghiêng về là fed sẽ không tăng lãi suất và các bạn thấy là cuối cùng đó thì fed cũng đã không tăng lãi suất các bạn nhưng mà fed đã nói gì thì sau khi mà nghe cái bài họp báo của fed và những câu hỏi đến từ phóng viên đó, thì suy nghĩ ban đầu của thuận rất tốt các bạn đây là cái phần tóm tắt rồi sau đó Thùng sẽ chia sẻ một số những cái phần thường cảm thấy rất thú vị với các bạn thì tóm tắt thế nào Suy nghĩ ban đầu của Thuận đó là hôm nay rất là tốt Và các bạn thấy được là sau đó giá Bitcoin và giá cổ phiếu cũng đã phản ứng tích cực Chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu ngày hôm nay cũng đã có cái sự hồi phục Tuy là chúng ta thấy được là vàng thì vẫn dưới 2.000 đô Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì cũng không thay đổi nhiều Vẫn ở mức thấp là khoảng 81 đô các bạn Nói chung đây là mức mà chúng ta đã thấy gần cả năm qua rồi Và về crypto đó thì chúng ta thấy được là Bitcoin bây giờ đã hơn 35.000 đô Ether đang hướng về phiếu 1.900 đô các bạn Nói chung hôm nay là một ngày rất là xanh cho thị trường crypto. Bên thường chia sẻ thêm với các bạn rồi chúng sẽ nói tiếp. Bây giờ đó thì chủ tịch John Powell nói câu hỏi mà Fed đang muốn tìm câu trả lời đó chính là đã tăng đủ chưa? Và khi mà có đáp án cho câu hỏi đó đó thì câu hỏi kế tiếp mới là cần giữ lãi suất bao nhiêu lâu? Và khi có đáp án cho câu hỏi đó, câu hỏi cuối cùng sẽ là khi nào mới giảm lãi suất? Hiện bây giờ đó thì Fed vẫn đang ở trong câu hỏi đầu tiên các bạn đã tăng đủ chưa? giọng điệu của chủ tịch John Powell ngày hôm nay đã đối thuận thì ôn hòa, tuy là vẫn nói chung chung. Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng có thể đoán ra được là chủ tịch John Powell sẽ nói là có khả năng sẽ tăng thêm hay là không cần tăng thêm. Nói chung là sẽ không có chia sẻ một cái chi tiết nào rõ ràng hết. Nhưng mà so với cái cuộc họp báo trước đây đó thì sự khác biệt rất là lớn các bạn đối với thuận nơi có hai điều điều đầu tiên là các bạn thấy được là chủ tịch john Powell đã chuyển từ thái độ thiên về việc sẽ tăng thêm qua không chắc chắn là cần tăng thêm nữa điều rất quan trọng các bạn chúng ta đã nhớ là những cuộc họp trước đây đó thì khi nào mở đầu chủ tịch john Powell cũng đã nói là có khả năng sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất một lần hay hai lần nữa nhưng mà đợt này đó thì nói là không chắc là sẽ cần tăng thêm nữa Nói chung nên các bạn thì được thái độ bây giờ đã 50-50 rồi Có nghĩa là một dấu hiệu tốt Fed thực sự đã thay đổi thái độ của mình Về việc có nên tăng nữa hay là không Điều thứ nhì là quyết định tăng hay không đó, thì bây giờ chủ tịch Jerome Powell nói là Fed sẽ dựa vào những thông tin tổng hợp, không dựa vào bất cứ một yếu tố nào. Có nghĩa là thị trường sẽ không có cách nào để dự đoán chắc chắn là Fed sẽ tăng nữa hay là không, không giống như những lần trước đây các bạn, như trước đây đó thì Fed nói là nếu như mà chỉ số phần trăm lạm phát hay là chỉ số phần trăm thất nghiệp nó ở mức nào đó thì khả năng là không cần tăng nữa hay là cần tăng nữa. Bây giờ đây thì Fed nói là không, chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả những thông tin từ trước tới bây giờ và ra quyết định có cần tăng nữa hay là không trên căn bản đó có nghĩa là thị trường sẽ không có cách nào bị chắc chắn được điều này quan trọng các bạn tại vì năm sau là năm bầu cử tổng thống tại hoa kỳ và bộ tài chính hiện bây giờ đã cũng đang cần bán một số lượng lớn trong trái phiếu thì Fed đang chừa đường lui cho mình đối với thùng này như vậy để có thể giảm lãi suất khi cần thiết khi mà Fed không đưa ra bất cứ một cái yếu tố nào chi tiết là sẽ dẫn đến tăng hay là không tăng lãi suất thì các bạn thấy được là Fed có thể nói bất cứ cái gì mà họ cần nói để có thể là tiếp tục tăng hay là giữ nguyên lãi suất hay là giảm tùy theo quyết định của chủ John Powell điều mà chủ John Powell cũng đã khẳng định là chúng ta đã đến hồi kết rồi chúng ta đã đến cái phần cuối rồi chứ dù là có tăng đi nữa thì đó cũng có thể là lần cuối nói chung đó thì cái thái độ ngày hôm nay đã ôn hòa hơn các bạn. Đây cũng là một trong những điều mà người ta thường hay chỉ trích chủ tịch John Powell tại vì trước đây đó khi mà lãi suất vẫn còn cao thì chưa được John Powell luôn nói là nếu như lãi suất cao thì chúng ta sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất. Nhưng mà ngược lại đó khi mà chỉ số phần trăm lạm phát như là CPI và PCE đã giảm xuống thì Fed lại không nói là nếu như tiếp tục giảm thì không cần tăng lãi suất nữa mà cứ nói là có thể là cần tăng thêm, có thể cần tăng thêm. Tuy là các bạn thấy được là Fed đã không tăng lãi suất trong hai cuộc họp liên tục và chúng ta còn một cuộc họp cuối cùng nữa đó chính là cuộc họp vào tháng 12 thì coi như đã kết thúc năm nay các bạn và chúng ta thấy được là cho đến bây giờ khả năng là Fed sẽ không tăng nữa Chỉ ngoại trừ chúng ta có một thông tin gì đó bất ngờ mà thôi Cho nên ngày hôm nay đó đối với mọi người chúng ta không phải là chỉ quan tâm đến là Fed giữ nguyên lãi suất các bạn Tại vì uh, hầu hết mọi người đều đoán được là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất Điều mà nhiều người muốn biết là bây giờ đó thái độ của Fed nghiêng về bên nào tăng thêm hay là không tăng nữa và bây giờ thái độ là ở cái thế cân bằng các bạn 50 50 và có một số câu hỏi thú vị để mình chia sẻ với các bạn đầu tiên hết á, là về việc mục tiêu của Fed thì hiện bây giờ đã Fed nói mục tiêu của mình vẫn là hai phần trăm từ năm ngoái đó thì Fed đã bán tổng cộng là hơn một nghìn tỷ đô la trái phiếu của bạn nghĩa là hút tiền về và sẽ tiếp tục bán kết quả là tăng lãi suất cộng với bán Trái phiếu đó dẫn đến là lãi suất công trái phiếu tăng Khiến cho nền kinh tế chậm lại Nói chung đó thì Fed cũng đã hài lòng Về cái việc là lãi suất cao Đã thật sự thấm vào trong thị trường rồi Ngày càng rõ ràng hơn và hôm nay đó, Chủ tịch John Powell đã nhắc tới cái vấn đề này nhiều lần các bạn và đây là một cái yếu tố quan trọng tại vì các bạn thấy được là Fed muốn thực sự tin là những gì mình làm đã đẩy lùi được lạm phát và cho tới bây giờ chúng ta mới nghe Fed nói là thực sự đã thấy sự ảnh hưởng của lãi suất vào trong thị trường. Trước đây đó, các bạn đã nhớ là Chủ tịch John Powell nói là lãi suất cao chỉ ảnh hưởng đến một số ngành mà thôi như là ngành cho vay hay là mua bất động sản. Nhưng mà bây giờ đã Fed nói thật sự nền kinh tế đã chậm lại. Chính sách lãi suất của Fed đã bắt đầu có hiệu quả. Cái phần kế tiếp cũng rất là thú vị đó chính là liên quan đến câu hỏi là Fed có nghĩ là chúng ta sẽ có suy si thoái tài chính ở Hoa Kỳ hay là không? Thì ngay bây giờ đó Chủ tịch John Powell nói là không, tôi không nghĩ là sẽ có suy si thoái tài chính. Hiện bây giờ đã có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất nhưng mà rõ ràng là lãi suất cao đã thấm vào thị trường. Một lần nữa Fed nhắc lại điều đó và cái các bạn thấy được là fed cần phải tin như vậy đó thì mới bắt đầu chúng ta đi vào cái bước kế tiếp là giữ nguyên lãi suất hay là như thế nào chứ nếu như mà Fed nghĩ là chưa làm đủ đó thì chúng ta lúc nào cũng có nguy cơ là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất ít ra bây giờ đã Fed nghĩ là có thể đã đủ rồi chúng ta có thể thấy được cái phần kế tiếp cũng rất là thú vị đó chính là không giống như các lần trước Fed nói là có khả năng tăng thêm một hoặc hai lần nữa và cũng có một phóng viên đã hỏi video này các bạn nghĩa là bây giờ đó Fed đang nghiêng về phía nào có phải là bây giờ đang nghiêng về phía cân bằng hơn như là 50-50 thì khi các bạn hỏi trực tiếp Chủ tịch John Powell thì ông sẽ không có trả lời trực tiếp đâu các bạn Chúng ta đều hiểu là bây giờ đó Cái quan điểm của Fed đã chuyển về cái thế cân bằng Nhưng mà Fed trả lời cũng rất là thú vị các bạn Fed nói tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi Chúng tôi đang đặt ra bây giờ là có nên tăng nữa hay là không Chứ không phải là có nên nhân tăng Đó là cái cách trả lời của chủ tịch John Powell thuần thì không thấy có nhiều cái sự khác biệt các bạn nhưng mà đối với lại fed ấy, thì họ thích hỏi câu hỏi có mang tính chất là chiều hậu hơn nhưng mà kết quả cũng giống như nào đó với thuận câu kế tiếp thường cảm thấy cũng rất là thú vị đó chính là câu hỏi liên quan đến fed đã từng nói là chúng ta nên chuẩn bị cho phần trăm thất nghiệp tăng khi mà fed bắt đầu tăng lãi suất nhưng mà sau một năm tăng lãi suất thì phần trăm thất nghiệp vẫn thấp thì bây giờ Fed có suy nghĩ gì hay là không? Thì chủ tịch John Powell nói là mọi người đều vui đương nhiên khi mà thấy phần trăm lạm phát giảm nhưng mà phần trăm thất nghiệp vẫn thấp. Đó là điều mà khác với dự đoán và đương nhiên đó là tin tức tốt. Nhưng mà thật ra đó, chúng tôi vẫn nghĩ là phần trăm thất nghiệp sẽ tăng. Chúng ta chưa thấy tăng tại vì thị trường việc làm đang mất cân bằng quá nhiều cho nên mọi thứ đang trở nên cân bằng trở lại. Và cái đây cũng là điều chúng ta từng chia sẻ với các bạn. Lý do tại sao mà phần trăm thất nghiệp vẫn ở mức thấp đó tại vì chúng ta thấy được là cái số lượng việc làm đang tuyển dụng nhiều hơn là cái số lượng người mà đi kiếm việc làm một thời gian dài cho nên nó dẫn đến là tồn động rất nhiều nơi đang tuyển dụng các bạn dẫn đến là gì dẫn đến là những người mà bị thất nghiệp đó bị sa thải họ có thể kiếm được việc làm mới nhưng mà khi mà những việc làm mới đó tất cả đều không còn nữa thì sẽ dẫn đến là phần trăm thất nghiệp tăng rất là cao chúng ta sẽ không thấy nó tăng cao tại vì chúng ta vẫn còn cái sự tồn động của cái sự mất cân bằng trước đây đó là điều mà Chủ tịch John Powell cũng đã nhấn mạnh. Và câu hỏi kế tiếp đó chính là có phải mỗi cuộc họp sẽ có quyết định riêng? Có nghĩa là không có cách nào thị trường biết được Fed sẽ có quyết định gì. Như là dựa vào CPI hay là PCE. Thì Chủ tịch John Powell cũng đã trả lời là chúng tôi cố gắng chia sẻ nhiều nhất có thể về những gì chúng tôi đang suy nghĩ hiện bây giờ. Hiện bây giờ nền kinh tế vẫn tăng trưởng cao hơn trung bình. Mỗi cuộc họp đó thì chúng tôi sẽ hỏi liệu chính sách của Fed hiện tại đã đủ hay là chưa? và chúng tôi đang rất cẩn thận để mà đưa ra từng quyết định. Có nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là một mặt đó, Chủ tịch John Powell nói là tôi không nghĩ là có suy thoái tài chính nhưng mà khác đó thì à, các bạn thấy được là Chủ tịch John Powell lại nói chúng tôi đang rất cẩn thận. Tại vì sao các bạn? Tại vì mỗi một quyết định của Fed nhất là liên quan đến giữ lãi suất cao hay là tăng lãi suất đó thì mỗi quyết định như vậy thì chúng ta thấy được là Fed tiến thêm một bước tới vực thẳm. Câu hỏi bây giờ đó là Fed trước khi mà bị rơi xuống vực thẳm có quay đầu kịp hay là không, nghĩa là giảm lãi suất hay không thì điều đó chúng ta vẫn chưa biết các bạn. Bây giờ đó thì một mặt thì Fed nói là không có suy thoái nhưng mà khác Fed là rất cẩn thận tại vì cũng đang lo lắng suy thoái và cái phần cuối cùng nữa là hỏi về chiến tranh liên quan đến uh, trung đông liên quan đến ukraine thì Fed có suy nghĩ gì nếu như mà chiến tranh tiếp tục lan tỏa thì chủ tịch uh, John Paul nói là thật ra đó với vị thế của Fed chúng tôi chỉ quan tâm đến tài chính mà thôi và quan trọng là ảnh hưởng đến giá dầu tại vì các bạn thấy giá dầu ảnh hưởng rất lớn tại vì dầu đã được sử dụng để các bạn đổ xăng dầu được sử dụng để mà di chuyển hàng hóa và dầu được sử dụng để mà các bạn sản xuất hàng hóa cho nên giá dầu tăng sẽ dẫn đến rất nhiều thứ tăng và dẫn đến lạm phát tăng cao cho nên điều mà Fed quan tâm nhiều nhất đó chính là ảnh hưởng đến giá dầu và hiện bây giờ không có dấu hiệu rõ ràng là có sự ảnh hưởng đến giá dầu và chúng ta cũng đã vừa nói đến giá dầu đã, đã có một cái sự tăng trưởng sau khi mà có chiến tranh Trung Đông xảy ra các bạn nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là giá dầu tăng lên 90 mấy đô ra rồi lại giảm cho xuống trở về cái mức mà chúng ta đã thấy trong vòng cả năm qua là khoảng chừng 80 đô các bạn chúng ta bây giờ mức là 80 đô 26 cent và Fed sẽ tiếp tục theo dõi và đây là những thông tin mà Fed sẽ chia sẻ ngày hôm nay các bạn. Và một lần nữa sau khi cuộc họp đó thì uh, Thuận cảm nhận được là thông tin nhận được ngày hôm nay tốt, tích cực. Và sau đó thì ít ra giá cả cũng đã phản ứng như là Thuận suy nghĩ các bạn là một cái thông tin tốt đối với lại nhiều trader hiện tại. Cho nên chúng ta mới thấy là có nhiều mà sản xuất hiện. Và nói riêng về Bitcoin đó thì chúng ta thấy được là giá của Bitcoin bây giờ ở mức là 35.713 đô rồi các bạn. Và chúng ta thấy được là có một lý do khác dẫn đến tại sao giá thì các bạn có đoán được lý do gì hay không các bạn? đó chính là Jim Cameron. Các bạn đã nhớ Jim Cameron đã nói là giá của Bitcoin, đó, Mr. Bitcoin chuẩn bị đâm mạnh cách đây khoảng chừng là một tháng rồi sao đó giá tăng lên từ cái mức là khoảng 26.000 đô tới 32.000 đô của bạn. Nhưng mà hôm nay đây thì Jim Cameron đã nói nếu là tôi thì sẽ bán Bitcoin ngay. Tin tôi đi các bạn. May quá chúng ta vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ đến từ Jim Cameron các bạn và hôm nay có thể giá tăng là tại vì lý do đó. <laughs> Thường để dạy các bạn một chút mà thôi Nhưng mà sự thật là chúng ta cuối cùng cũng đã kết thúc tháng 10 rồi các bạn Và tháng 10 đã kết thúc là giá Bitcoin đã tăng 28.52% Cũng đã không làm chúng ta thất vọng là nhiều người kỳ vọng October các bạn Và cuối cùng giá Bitcoin cũng đã up thật October tăng 28% Chúng ta bước qua tháng 11 đó Thì tháng 11 và tháng 12 cũng là một tháng mà trung bình là có sự tăng trưởng các bạn Tháng 11 thì nó tốt hơn tháng 12 trung bình Nhưng mà chúng ta có thể xem coi là tháng 11 này có như là nhiều người mong đợi hay không đó chính là Moon các bạn <laughs> hy vọng là Moon sẽ không làm cho thất vọng ngay bây giờ đó thì giá Bitcoin tăng khoảng chừng gần 3 phần trăm và điều có thể là nhiều bạn bất ngờ đó chính là trong tháng 10 đó thì Michael Strategy đã thu mua thêm 155 Bitcoin các bạn và lúc họ thu mua đó là 5 triệu 300 đô và hiện bây giờ đang nắm giữ là 158.400 Bitcoin các bạn chúng tôi cũng đã nói rất nhiều về michael strategy tôi nghĩ là michael sailor sẽ trở thành một đó là anh hùng mà chưa từng có trong thế giới đầu tư các bạn hay là trở thành một người riêng rồi nhất trong thế giới đầu tư khi mà dùng tất cả lợi nhuận công ty dùng cả công ty để mà chuyển đổi thành một nơi lưu trữ Bitcoin khôi như thế này nhưng mà ít ra đó các bạn đang thấy được là cho tới bây giờ giá cả của Bitcoin đã cao hơn so với cái mức mà MicroStrategy thu mua. Nói chung đó, tại vì MicroStrategy họ cũng trung bình giá nhưng mà mới đầu đó họ trung bình giá nhiều quá các bạn những năm như là năm 2021. Nhưng mà cho dù là như vậy đó các bạn có thể nhìn thấy được là giá Bitcoin dài hạn thì dài hạn đó giá Bitcoin vẫn luôn tăng theo thời gian các bạn. Đương nhiên có lúc tăng có lúc giảm nhưng mà dài hạn xu hướng vẫn là một tài sản tăng trưởng. Và bây giờ có thể nhiều người cười Michael Saylor sự thật đó là ngay cái bây giờ chúng ta cũng không thể cười Michael Saylor. Ngay cả những lúc mà giá Bitcoin xuống chỉ còn có 20.000 đô, mười mấy ngàn đô thì chúng ta cũng không có thể cười Michael Saylor. Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta chỉ nhìn vào cái số lượng Bitcoin mà công ty lưu trữ mà thôi. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ đến là cái giá trị cổ phần của Michael Strategy đã tăng như thế nào từ tháng 8 năm 2020 khi mà bắt đầu nắm giữ Bitcoin và lúc đó không ai biết công ty này lại ai hết các bạn. Rất ít người nói đến Michael Strategy. Sau khi mà ra thông tin liên quan đến việc là công ty này sẽ chuyển đổi kế hoạch trở thành một công ty đầu tư vào Bitcoin đó thì bây giờ ai ai cũng biết Michael Strategy hết các bạn và đã có thể kêu gọi được rất nhiều vốn đến từ những cổ đông và thực tế 5 năm trước khi mà công ty Michael Strategy có kế hoạch thu Bitcoin đó thì 5 năm đó công ty đang ở trong cái vị thế rất là xấu các bạn là một vị thế mà đang bị lỗ bây giờ đã công ty này là một công ty mà đang được rất nhiều người quan tâm đến có rất nhiều người cười Michael Saylor khi mà giá Bitcoin xuống còn 15-16 ngàn đô khi mà cái giá trung bình của Michael Stra chỉ thu mua là khoảng 29 ngàn đô cũng giống như là nhiều người đã từng cười những người đã thu mua Bitcoin ở những năm như là 2013 đó lúc đó giá Bitcoin là khoảng 1.200 đô rồi sau đó xuống còn khoảng chừng là 200 mấy đô hay là những người mà đã từng cười những người mà đã thu mua giá Bitcoin là khoảng 19-20 000 đô năm 2017 các bạn Và cũng như những người đã cười những ai mà đã từng tích lũy Bitcoin ở những mức cao như là 60 mấy ngàn đô Nhưng mà các bạn có để ý một điều đó chính là những cái con số mà người ta cười đó thì đều tăng lên theo thời gian các bạn Từ 1 000 thành 20 000 thành 60 mấy ngàn Thì cũng tương tự như vậy các bạn Tới cuối cùng nên tôi nghĩ là Michael Saylor sẽ là người có nụ cười cuối cùng Khi giá Bitcoin đạt đỉnh mới Và không phải chỉ riêng Michael Strategy đâu các bạn Dựa theo tài liệu on đến từ sentiment thì trong vòng 5 ngày, đây là cái tài liệu được chia sẻ vào ngày thứ bảy mới đây thì trong vòng 5 ngày thôi đây đã thấy dấu hiệu là có cái số lượng bịch khôi được tích lũy bởi những cá voi lên tới cái mức là 30.000 ngàn khôi. Chỉ trong vòng 5 ngày các bạn nghĩa là cái con số đó mà tích lũy lên tới là gần 1 tỷ đô la. Wow các bạn, con số rất là lớn thì giá cả Bitcoin đó càng ở mức này và tiếp tục tăng nữa đó thì sẽ càng dẫn đến nhiều người tích lũy tại vì nhiều người họ chờ đợi giá rẻ hơn giá rẻ hơn các bạn thấy là nhiều người họ chờ đợi thu mua giống như bây giờ nhiều bạn chờ đợi thu mua những mức giá như là 20.000 22.000 trước đó đó thì các bạn thấy được giá là 20.000 nhiều bạn chờ đợi chờ về mức 15.000 lúc mà giá 15 16.000 thì nhiều bạn chờ đợi 12.000 thì có rất là nhiều người chờ đợi các bạn và khi mà giá bắt đầu có sự hồi phục rồi sao đó đi ngang hay là điều chỉnh chút ít rồi là tiếp tục tăng nữa rồi đi ngang được chỉnh chút ít thì càng như vậy sẽ dẫn đến càng nhiều người họ sẽ mất kiên nhẫn à, tại vì họ luôn nghĩ là sẽ có một cái đợt điều chỉnh nào đó sâu hơn các bạn thì nếu như như vậy sẽ dẫn đến là càng nhiều người phô mô hơn và khi chúng ta nói tới là tiền ở đâu để mà thu mua tài sản thu mua bitcoin thì chúng ta luôn nghĩ đến là tiền ở bên ngoài vào nhưng mà thật ra đó chúng ta cũng nên nghĩ đến cái số lượng tiền nằm ở trong những cái đồng ổn định bây giờ là hoàn toàn không hề nhỏ các bạn nếu như chúng ta chỉ nói riêng Refresh cây gang của này Tether đó có tới 85 tỷ trong đó, chúng ta thấy là USDC có tới 24,9 tỷ trong đó. Thì đây là cái số lượng tiền mà có thể được lưu trữ bởi rất nhiều nhà đầu tư. Họ lưu trữ đồ ổn định, chờ đợi cơ hội để mà thu mua cho lên tiền. Lúc nào cũng có đợi sẵn các bạn, có phải là tất cả 85 tỷ này của Tether hay là tất cả hai mươi mấy tỷ này của USDC hay không thì đương nhiên không phải đâu các bạn. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi, chỉ 10%, 20% của số lượng tiền này là thật sự là của những nhà đầu tư đang chờ sẵn thì con số không hề nhỏ. Cũng giống như là năm ngoái đó khi mà Thuần chia sẻ những thông tin với các bạn liên quan đến là có rất nhiều tiền đang nằm ở trong những cái quỹ money market các bạn. Đó là những cái quỹ ổn định ở trong thị trường chứng khoán một cổ phần là một đô la thì cũng tương tự như stablecoin. Khi mà mọi người muốn thu mua đó thì họ sẽ lấy tiền đó để mà thu mua chứng khoán và các bạn thấy được là năm nay đó tiền đã rời khỏi những quỹ money market thu mua chứng khoán dẫn đến giá chứng khoán tăng lên. Cho nên câu hỏi đó của nhiều bạn là tiền đâu dòng tiền đâu để mà đẩy giá Bitcoin đẩy giá chứng khoán tiền đã có sẵn một phần rồi các bạn đương nhiên chúng ta cũng muốn thấy dòng tiền mới nhưng mà thật ra nhiều người cũng nên nghĩ đến dòng tiền cũ đang có sẵn hiện tại